một thời gian là thậm chí chị suy nghĩ nhiều quá, chị suy nghĩ một cách rất nghiêm túc ấy, và chị cảm thấy rất là ghen tị với những người làm đạo diễn, những người làm nghệ thuật mà có giới tính khác mình, không phải là đàn ông nhé. Với các bạn LGBT mình cực kỳ là ghen tị luôn, bởi vì mình cảm thấy họ được trải nghiệm một cái đời sống đa dạng hơn mình này, mà mình không bao giờ mình có cái cơ hội được trải nghiệm như thế, về tầng sâu tinh thần ấy, về tầng sâu tâm lý ấy. Và họ quá có lợi thế so với mình. Tình dục thì thực ra tất cả những cái đại khái thì nó cũng có một cái quyển sách kiểu Kama Sutra và thế thôi, đúng không? Nó giống như kiểu binh pháp tôn tử, nó cũng chỉ có từng đấy kế thôi. Nếu mà có sáng tạo gì nó cũng dựa trên những cái nguyên gốc như vậy. Nói chung mình không phải là một cái người quá Quảng cáo một tí. Mọi người có thể tìm đọc Vạn Sắc Hư Vô của Nguyễn Khắc Ngân Vy. Đấy cũng là một cái lý do khiến cho tại sao mà chị rất là thích cái cuốn sách đó. Ngoài cái chuyện là một cái lý do quan trọng, nó tạo ra một cái bầu không khí, nó tạo cho mình cái không khí rất là nghẹt thở của một cái con chăn, nó thít chặt các cái nhân vật lại. Và nhân vật trong đó mình nhiều khi mình sẽ quên đi họ là nữ hay họ là nam, họ là con người. Nhưng có một cái lý do khiến cho mình rất là thích cái cuốn sách đó là tại vì cái cách mà mô tả tình dục trong đấy nó mở mắt cho mình rất nhiều thứ. Nhưng cái mở mắt này nó không đơn thuần giống như cái kiểu mở mắt của cái thời gian xa xưa khi mình đọc trộm mấy cái chuyện được gọi là dâm thư. Nói rất là chân thành là như vậy, hoặc là đọc những cái chuyện mà mọi người nói cấm 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 kiểu điên cuồng như Vệ Tuệ, hoặc là các cái tác giả nữ mà mô tả về chuyện tình ái. Mình còn quá nhỏ, mình không có biết thì mình bị tò mò. Nhưng mình đọc Vạn Sắc Hư Vô là mình nhìn thấy tình dục nó có một cái năng lực nó phá hủy con người ta đến mức như thế nào ấy. Và mình rất là thích cái chuyện đó. Cái chuyện này không phải là một chuyện kiểu mình nói cho khơi khơi đâu nhá. Mọi người hay bàn đến khía cạnh thăng hoa của tình yêu và tình dục, nhưng với mình, tình dục và tình yêu nó có một cái năng lực phá hủy một cách rất là khủng khiếp. Và nếu như mà mình có làm phim về chuyện tình yêu hay chuyện tình dục ấy, lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là mình bị quyến rũ và mình bị đẩy theo cái hướng là mình sẽ làm những cái scene mà trong đó tình dục nó làm cho người ta giống như là bị tan nát hết. Mình không có thấy tình dục nó đẹp hay là nó nóng hay là nó ấm. Mình không thấy cái chuyện đó, nên khi mà mọi người cứ hỏi ở sao phim chị nhiều cảnh nóng, mà mình trả lời rất chân thành là thực ra đấy là những cảnh lạnh lẽo nhất trong cái phim mà mình có thể làm ra. Mọi người cứ nghĩ là mình muốn chơi chữ, nhưng không phải là bất kỳ đứa nào học chuyên văn cũng thích chơi chữ quá đơn sơ kiểu đó. Nhưng mà cũng không bao giờ nên có một cái suy nghĩ rằng là ồ vậy chắc chắn là chị phải có những trải nghiệm vô cùng tệ hại về mặt tình dục, hoặc là đời sống tình dục của chị, hoặc đời sống tình yêu của chị chắc là phải bị bạo hành ghê lắm thì chị mới có một cái thứ quay ngược lại với cái nhìn chung, cái xu hướng chung của mọi người như thế. Không phải. Mình hoàn toàn không phải là một người như vậy. Còn bản thân em thì khi mà em nói chuyện với các bạn sinh viên thì chắc chị Điệp cũng đã nghe qua rồi. Khi mà mọi người hỏi mình về tình dục á, thì mình hay hay nói là tình dục nó cũng chỉ là một cái hình thức giao tiếp thôi. Thì có những cuộc giao tiếp nó bạo liệt, có những cuộc giao tiếp nó êm dịu, có những cuộc giao tiếp nó người ta mượn ý này nhưng người ta nói ý khác, cũng có những cái giao tiếp nó thất bại và thành công. Nhưng mà giao tiếp bằng tình dục là một giao tiếp cực kỳ là đặc biệt. Và giao tiếp bằng tình yêu là một giao tiếp cực kỳ đặc biệt. Và những cái cuộc giao tiếp quá đặc biệt như vậy, mình không nghĩ là mình có thể tiếp cận nó và đi đến nó một cách quá dễ được. Và mình không nghĩ rằng là cứ thế thẳng băng từ A đến B, từ Điệp đến Vi và ngược lại, mình không nghĩ nó là như vậy được. Nó không thể là một cái cách như thế. Cái cách đó nó hàm ẩn những thứ rủi ro quá lớn, và nó không phải là chuyện là nó hàm ẩn sự thô lỗ hay là sự tinh tế, mà là nó hàm ẩn những cái rủi ro quá lớn của cái sự trực Đổ, diện như thế và nào. dễ bị đổ vỡ đúng Đúng không? rồi, mình nghĩ như vậy. Và đó là sẽ là những cái đổ vỡ mà mình không có thể khâu liền lại được ấy. Có những cái thứ mà mình có thể bằng nhiều cách thức khác nhau trong đời sống, bằng trải nghiệm, bằng thiên nhiên, bằng những cái cách thực hành của các bạn, bằng văn hóa, bằng nghệ thuật, rồi bằng sự âu yếm, bằng tình yêu và bằng tình dục, mình có thể khâu nó lại được. Nhưng mà có những thứ mà nó đã đổ vỡ rồi, mình nghĩ nó cứ vậy thôi.